anh máy kéo này chạy dữ các bạn, trời ơi lên dốc kìa, ghê gì, trời ơi khói đen kìa, ôi 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 sao lui lại rồi, lui vô lúa chưa cắt luôn. Trời ơi khối. Ủa này chạy quá dữ luôn các bạn. Cái máy kéo này nó sao mà nó lên khối nè các bạn. Gì? Rồi tới lui về cái. Chiếc máy cắt đồng thời cũng đang chạy vô luôn các bạn. Này đất lô cắt rồi chạy rất là xa mới vô các bạn ơi. Rồi đợi nãy giờ luôn á. Ngày quay có clip hay clip của bạn đợi nó chạy đất lô cắt lô. Cây DC70 này chạy rất là xa ngoài kia nữa các bạn. Này đất lô các bạn ơi. Mấy anh hiện tại đang chạy vô ha. Cái miếng ruộng này thì hồi đông xuân các bạn mình quay thì nó cắt kẽ hơn ta các bạn. Giờ thì làm lại giống 504 thì cắt sớm đây ha. Máy kéo chở khủng luôn các bạn. Máy này sao mà cái anh này lột nón lội vô luôn.
chạy lên cái dốc này nè. Quá cha nắng rồi, nắng buổi chiều rồi. Rồi cái máy kéo xuống phà nha các bạn. Rồi xuống phà thì phía dưới này có một cái vũ cầu các bạn ơi. Thì từ cái chiếc phà này bắt lên bờ thì cũng khoảng gần 2 mét các bạn. Xong các bạn ơi, máy xuống rồi. Mày máy xong rồi đi nhậu rồi nè. Rồi mấy anh chạy máy xuống hết thì giờ dở dưới cầu ủi phà về các bạn ơi. Này về nhậu rồi có mồi sẵn này. Mồi sẵn rồi. Đấy ơi. Mồi lại nhà học đóng rồi. Trời ơi trời. Thì mới cắt lờ lúc nào không có mồi. Chuột nó khoan trên nha các bạn. Ơi ai đứng lên lại. Cụ ảnh quẩy một cái bọc tiền rất là nhiều luôn kìa. Máy cắt này thì ở Thịnh Trị nha các bạn. Cái xe này nhỏ gì chứ câu có dầu không nè. Rồi dướng cái lá cây. Rồi máy chạy về nha các bạn. Hôm nay thì đồng cũng mới cắt mấy miếng 504 trước kìa. Rồi tới 2-3 bữa nữa mới gộ đồng hết các bạn ơi.